Xin chào cô bác anh chị, hôm nay chúng ta sẽ đến viếng đền thờ của cụ Nguyễn Đình Chiểu, một anh hùng chống giặc bằng ngòi bút thời chiến tranh chống thực dân Pháp đô hộ. Ở thời điểm giao thời, nhiều biến cố lịch sử và cuộc sống nhiều bất hạnh, nhưng cụ luôn sống quật cường, đã để lại cho hậu thế rất nhiều tác phẩm văn thơ đậm chất triết lý sâu sắc. Đền thờ Nguyễn Đình Chiểu nằm tại ấp 3, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, với tổng diện tích mộ và đền thờ là 13.000 m². Vị khách thập phương đến đây thăm viếng nên trước cổng đền bên trái được cho xây nhà khách và nơi để xe. Khuôn viên đền có sân khá rộng, được bố trí cảnh quan đẹp với nhiều cây kiển quý, cây xanh tạo bóng mát giúp cho du khách có thể tận hưởng không gian thoải mái yên bình. Kiến trúc đền thờ được xây dựng 3 tầng, tượng trưng cho 3 nghề nghiệp của cụ Đồ Chiểu, đó là làm thơ, dạy học, bốc thuốc. Tượng cụ Đồ được làm bằng đồng, nặng 1,2 tấn. Mãn phù điêu bên phải nói về trận đánh của Phan Ngọc Tòng tại Dòng Gạch, thuộc xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Mãn phù điêu bên trái gợi cảnh cụ Đồ đọc văn tế tướng sĩ Trần Vong tại chợ Đập Ba Tri năm 1883. Thân thế và sự nghiệp của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Cụ được gọi là Đồ Chiểu, từ Mạch Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hói Trai. Cụ là nhà thơ lớn nhất miền Nam Việt Nam trong nửa cuối thế kỷ 19. Cụ Nguyễn Đình Chiểu sinh ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại quê mẹ là làng Tân Thới, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nay thuộc phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ xuất thân trong gia đình nhà nho, cha cụ là Nguyễn Đình Huy làm quan trong triều đình. Người làng Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguyễn Đình Chiểu là con đầu lòng của người vợ thứ và cụ Huy ở Gia Định. Thuở nhỏ, Nguyễn Đình Chiểu được mẹ nuôi dạy, năm lên 6 tuổi, cụ theo học một thầy đồ ở làng. Năm 1833, trong cơ binh biến Lê Văn Khôi, cụ Huy bị cắt hết chức tước, cha cụ buộc phải gửi cụ cho một người bạn ở Huế để tiếp tục việc học. Cụ Đồ Chiểu sống ở Huế từ 11 tuổi đến 18 tuổi thì trở về gia đình. Năm 1843, cụ đổ tú tài. Khi ấy, có một gia đình họ Võ hứa gả con gái cho cụ. Năm 1847, cụ ra Huế học để chờ khoa thi năm Kỷ Dậu năm 1849. Năm 1848, mẹ cụ Nguyễn Đình Chiểu mất ở Gia Định, cụ bỏ thi về chịu tang mẹ. Trên đường trở về, vì quá khóc thương mẹ, vì vất vả nên đến Quảng Nam thì cụ Nguyễn Đình Chiểu ốm nặng. Trong thời gian nghỉ chữa bệnh ở nhà một thầy thuốc, vốn dòng dõi người y, tuy bệnh không hết nhưng cụ cũng đã học được nghề thuốc. Lâm cảnh đuôi mù, hôn thê bội ước, cửa nhà sa sút, cụ chịu tang mẹ đến năm 1851 thì mở trường dạy học và làm thuốc ở Bình Vi thuộc tỉnh Gia Định. Truyện thơ Lục Vân Tiên có lẽ được sáng tác vào thời gian này. Năm 1854, cụ Đồ Chiểu cưới cụ Lê Thị Điền, người làng Thanh Ba, huyện Cần Giuộc, trước thuộc Gia Định nay thuộc tỉnh Long An. Cụ Điền là em gái học trò của cụ, vì cảm phục và mến thương thầy nên đã xin gia đình tác hợp. Truyện thơ Dương Từ Hà Mậu được bắt đầu sáng tác vào thời gian này. Quá trình dạy học làm thuốc và sáng tác thơ văn yêu nước của cụ. Năm 1858, quân Pháp nổ súng vào Đà Nẵng, sau đó chúng đánh vào Nam, phá thành Gia Định. Vào đầu năm 1859, ngày 17 tháng 2 năm 1859 thành thất thủ, cụ Đồ Chiểu về quê vợ sinh sống. Đau đớn trước cảnh mất nước nhà tan và sự yếu hèn của triều đình, cụ làm bài thơ chạy giặc. Ngày 16 tháng 12 năm 1861, diễn ra cuộc tập kích đồn Pháp ở Cần Giuộc, tiêu diệt được nhiều kẻ thù. Khoảng 15 nghĩa sĩ đã hy sinh, gây nên niềm xúc động rất lớn cho nhân dân. Cụ Nguyễn Đình Chiểu làm bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc để đọc tại buổi truy điệu các nghĩa sĩ đã hy sinh. Sau hòa ước Nhâm Tức năm 1862, ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ mất về tay Pháp, cụ Đồ Chiểu cùng gia đình rời Thanh Ba Cần Giuộc về Ba Tri Bến Tre. Chia tay bạn bè thân quen, cụ làm bài thơ từ biệt cố nhân. Về Ba Tri, cụ tiếp tục dạy học, làm thuốc và dùng ngòi bút yêu nước
của mình để phục vụ công cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào miền Nam trong suốt hơn 20 năm. Mặc dù cụ đã mù lòa, tháng 8 năm 1864, thủ lĩnh cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gò Công là Trương Định bị thương rồi tự tử ở Ao Vinh. Xúc động, Nguyễn Đình Chiểu đã làm bài văn tế và 12 bài thơ liên quan để điếu ông. Năm 1883, tỉnh trưởng Bến Tre là Michael Bonchon đã đến nhà để yêu cầu cụ mua lại quyển thơ Lục Vân Tiên, đồng thời ngỏ ý trao trả lại ruộng vườn cho cụ mà họ đã chiếm đoạt. Cụ khẳng khái nói, đất của vua không ai trả thì đất riêng tôi xá gì, rồi khước từ mọi hứa hẹn giúp đỡ chính quyền thực dân. Lại hỏi mong muốn riêng của cụ, cụ đáp muốn tế vong hồn nghĩa sĩ Lục Tỉnh và được viên tỉnh trưởng chấp nhận. Sau đó cụ tổ chức lễ tế tại chợ Ba Tri và đọc bài văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục Tỉnh. Năm 1886, vợ cụ là bà Lê Thị Điện mất lúc 51 tuổi, buồn rầu vì vợ mất, vì cảnh nước mất nhà tan, vì bệnh tật ngày càng trầm trọng. Hai năm sau, ngày 3 tháng 7 năm 1888, Nguyễn Đình Chiểu cũng qua đời tại Ba Tri, thọ 66 tuổi. Ngày đưa tiễn nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu về cõi Vĩnh Hằng, cánh đồng An Đức rợp trắng khăn tang của những người mến mộ cụ. Cụ Nguyễn Đình Chiểu tuy là một nhà nho mù lòa và gặp lúc biến loạn nhưng vẫn giữ được phẩm chất thanh cao của mình. Cụ không chỉ là người con có hiếu, là người thầy mẫu mực mà còn là một nhà thơ yêu nước, đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Văn chương của cụ thể hiện đạo đức, tư duy, triết lý sâu sắc, mang hàm ý khuyên răn sửa đời, dạy người và bộc lộ lòng yêu nước nồng nàn. Cụ thường dùng chữ nôm và bằng ngôn ngữ nghệ thuật bình dị, giàu sức gợi cảm, khiến cho tác phẩm của cụ có sức thu hút mạnh mẽ, nhất là đối với nhân dân miền Nam. Cụ đề cao tư tưởng nho gia, xem ra có vẻ bảo thủ, song điều đáng chú ý là các tư tưởng ấy mang nội dung đạo nghĩa nhân dân, gắn chặt với ý thức trách nhiệm đối với vận mệnh của đất nước. Do đó có một ý nghĩa xã hội to lớn, khởi đầu cho một thời đại văn chương sử thi mới sau này. Tóm lại, so với các nhà văn cùng thời, Nguyễn Đình Chiểu đã có thái độ tích cực hơn, vì dân vì nước hơn, tuy không đứng vào hàng ngũ cầm khí giới trực tiếp chống Pháp, nhưng ông lại có cảm tình với họ, chia sẻ với họ cái hờn mất nước, lòng căm ghét quân địch và bọn bán nước. Cụ được an táng cạnh mộ vợ, nay thuộc ấp 3, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cảm ơn cô bác anh chị đã xem video này. Nếu thấy hay hãy nhấn thích, chia sẻ và nhấn đăng ký để ủng hộ cho tôi, để kênh có thể phát triển và làm nhiều video hơn.